Còn vậy thì các bạn cũng lưu ý giúp mình là các bạn vị trí không thì mình nhé. Tất cả mọi lễ tân để vị trí không giúp mình. Rồi khi đó mình mới lên nhạc và mình cảm thấy là mình thiếu gì và mình thường thì mình cũng là mình mới tăng giảm. Thì đồng thời lúc mà các bạn tăng nhạc á thì các bạn cũng tăng cái tiếng cũng alo thêm. Nếu như mình đang làm như nè để các bạn cân bằng cái âm lượng giữa phần nhạc và phần mic để lúc mình hát mình cảm thấy là nó đỡ bị mục. Khi các bạn tăng nhạc rồi thì các bạn thấy là cái của mình đã không bị lố rồi. Nó không bị lố, nó không vượt quá. Các bạn có thể bây giờ bắt đầu chỉnh nhạc cho mình nha. Các bạn nghe được là nó đang thiếu cái gì, mình thường cái gì. Thì như lúc nãy mình đã nói rồi là ba cái phần này nó là bass rồi. Đây là hai dãy trên, hai cái dãy cao, hai dãy trung, sorry. Đây là hai dãy trên. Hiện tại thì mọi thứ đã ok. Còn nếu các bạn muốn cho cái giọng hát của mình thành công lên á, thì các bạn có thể giảm những cái dãy phần. Đây là dãy tập trung, dãy tập trung của mấy cái nhạc. Những cái video tiếp của mình nói về cái phần amplifier á, các bạn có thể giảm xuống. Các bạn có thể giảm xuống, các bạn có thể nghe tiếng của mình nó được tôn lên rồi. Đồng thời lên đây các bạn. Các bạn giảm từ 1-2 dB thôi, không cần phải giảm nhiều quá. Nhưng giảm nhiều quá thì các bạn thấy là nhạc nó hơi nhỏ thì mình cũng có cái mất. Cái phần 16 kỹ là 5 năm. Hiện tại nó là có chiếc, cái cao nhất và chiếc rất là nhẹ. Nó lưng 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 của bạn. Nó không quá đâu. Nhưng mà khi mà các bạn muốn nghe cái chiếc mà nó, cái chiếc nó hơi chói tai thì các bạn có thể giảm cái cùng lại. Sau cái bàn thì tại mình để tầm khoảng 5 dB, 0 dB thôi. Thì cái nhạc thường thường là người ta làm được ra là nó đều đáp ứng đủ mỗi giải tầm từ 20 đến 20 kg. Thì các bạn tùy các bạn nghe, các bạn thấy nó cái loa mình chưa có gì mà thiếu gì thì các bạn tham gia giảm tăng tùy theo yêu cầu của mình, chứ không nhất thiết là phải tăng giảm chưa có đó không được. Các bạn trong quá trình các bạn cần chỉnh rất, các bạn phải chỉnh ba loại ba thứ luôn, nhiều mic, nhiều hiệu ứng và nhiều nhạc. Tại vì khi các bạn chỉnh một thứ xong các bạn có thể nghe cảm thấy nó ok, nhưng mà khi cái nhạc lên á các bạn cảm thấy mà nó cái mic mình nó bị mất thì bắt buộc phải chỉnh lại cái tiếng nhạc. Thì khi đó các bạn phải cân bằng cái âm lượng ba thứ đó là mic, cồn và nhạc.